Ngày 2 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị số 01 ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, triển khai chỉ thị số 19, nghị định số 50, thông tư 32 của Bộ Công an. Đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Bám sát nội dung yêu cầu chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ, Công an huyện đã chỉ đạo công an các xã thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tập trung tham mưu cho cấp ủy chính quyền, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể chủ động xây dựng các chương trình kế hoạch, xây dựng các mô hình, điển hình trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhất là tập trung xây dựng có hiệu quả mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng 23 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, 199 điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn, vận động gần 26.135 hộ gia đình trang bị bình chữa cháy, tổ chức được 206 buổi tuyên truyền, tập huấn kỹ năng về phòng cháy chữa cháy cho 26.429 hộ gia đình, đạt 100%. Những kết quả bước đầu thực hiện chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần quan trọng làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 273 của Bộ Công an trong thời gian tới, hội nghị đã đề ra các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tiếp đó, hội nghị đã tiến hành triển khai chỉ thị số 19 ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh. Nghị định số 50 ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 136 ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 83 ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Thông tư 32 ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy.